trên 1 tỷ đồng, chúng ta sẽ sở hữu được một chiếc đồng hồ Rolex chính hãng full vàng hồng, nguyên khối AU750 vàng hồng Euro Gold. Đồng hồ Rolex, nhẫn Patek, điện thoại Vitu, đó là một bộ combo đẳng cấp sân trọng thượng lưu dành cho tất cả quý ông. Và đồng hồ Rolex có cả size nữ, đương nhiên cũng có combo dành cho quý cô nữa. 228-235. Và đây là date mới nhất hiện tại, vừa mới xuất tại store của Rolex ra. Full vàng hồng nguyên khối AU750 vàng Euro Gold của hãng Rolex, vành khía chạy tia đặc trưng và nổi danh, tạo nên thương hiệu, cũng là một điểm nhấn của đồng hồ Rolex chính hãng. Mặc đi ổ này màu xanh đất nhẹ, hồng nhạt. Cọc số giờ là những cọc số giờ La Mã. Đây, cọc số giờ 1, 2, 3 là ô lịch ngày rồi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 là vị trí chỗ thứ rồi. Dưới vị trí 12 giờ sẽ có một cái logo biểu trưng đặc biệt thương hiệu Rolex. 12 giờ nhưng có 10 cọc số La Mã mà thôi. Tổng thể thì đây là một chiếc đồng hồ rất đẳng cấp, sang trọng thượng lưu, bởi vì giá trị của này là giá trị của một thương hiệu, một trong những thương hiệu đồng hồ xa xỉ nổi tiếng bậc nhất hiện nay. Và giá trị tài chính của chiếc đồng hồ này đó trên 1 tỷ đồng. Trên 1 tỷ đồng, chúng ta sẽ sở hữu được một chiếc đồng hồ Rolex chính hãng full vàng hồng, nguyên khối AU750 vàng hồng Euro Gold. Với mặt số này, phiên bản này là mặt số xanh đất, những cọc số giờ La Mã. Tất nhiên sẽ có nhiều phiên bản khác, thì tùy vào sở thích, tùy vào phong thủy, tùy vào cái cảm xúc của mình, thích cái gì nhất, sở thích mình thích gì nhất, phù hợp với mình nhất thì mình chọn cái sản phẩm để cho mình thăng hoa cảm xúc. Vừa bỏ tiền đầu tư vào một sản phẩm để mình đeo trang sức, vừa là giá trị tài sản, nhưng phải là sở thích và cảm xúc thăng hoa nhất trong chọn sản phẩm, thì đó là một điều tuyệt vời. Tại sao ở trên chiếc đồng hồ này không có cọc số giờ kim cương, cũng như là bình bezel không phải là kim cương, nhưng lấp lánh, chiếu và ánh mắt sáng tốt, là bởi vì cái vành khía này là vành khía công nghệ của Rolex, khía chạy tia, nên là cái sự bắt sáng lấp lánh khi mà chúng ta đeo vào tay hoặc là cầm như thế này di chuyển trong điều kiện môi trường ánh sáng khác nhau thì sự lấp lánh bắt sáng sẽ khác nhau. Cọc số giờ cũng vậy, những cọc số giờ này bằng vàng nên là cái ánh bóng của vàng hồng Rolex AU750 chuẩn của hãng Rolex lúc nào cũng lấp lánh sáng như vậy đó.